Rồi tự nó ra luôn. Thả tay ra tự nó vô khều cắn đúng khóc nó cắn đúng cái chân quá dài cười kể nó à, kể mà đừng có giữ cho nó tự sinh tồn đi tự ăn đi. Tao mẹ lấy đây đi nó đi nha. Hai lần chưa được. Kể nó cho tập thể dục. Tôi tiếp tục nè, tiếp tục nè. Chưa bỏ cuộc đâu, để đó. Cứ để đó con nào vô nó ăn thử coi. Này là mà huấn luyện đặc biệt. Buổi huấn luyện đặc biệt để coi thử coi vô ăn được không. Đó 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 xíu chưa đu lên lại để coi thử coi để coi thấy con nào cho trọng được. Con sóc tam này được nè, mình né con sóc tam này lên được nè. Làm gì có dễ ăn với con mèo lắm ạ. Để thấy đi coi thử làm sao, đi coi thử làm sao, đi coi thử làm sao. Cây cú rồi, cây cú rồi. Dình đi, bà dình thử coi. Mình tiếp tục lên lại nè. Ủa con nó khôn á, để coi thử coi. Nó giữ. Dành miếng ăn trên miệng luôn. Cái này đen quá, sợ quá. Ba màu cũng sợ luôn. Cần gì cắn vậy, tại em giữ nó lại là nó tới rồi. Kể đi mấy gói kỉnh. Thấp quá ha. Nhũng mà đứng ghế thấy lên thấy rồi.